Ôi trời ơi, vợ ơi, tôi xong anh rồi. Làm sao? Vừa nãy anh vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, thế nào lại vớ nhầm cái lọ em la của em, xịt thẳng vào mồm vào mắt. Có gì mà anh cứ phải hốt hoảng hết cả lên nhỉ? Ơ kìa, này nhá, chính ra em nói như thế là rất là vô trách nhiệm nhá. Nhưng anh ảnh hưởng gì chứ sao? Em la của em ấy là từ 100% các loại thảo dược thiên nhiên, không chất bảo quản, không chất hóa học, vì vậy là rất là thân thiện với cơ thể của con người. Nên là anh yên tâm, kể cả anh xịt vào da nhạy cảm ấy cũng không bị sao đâu. Yên tâm đi nhá. Này, thế là tức là xịt vào mồm cũng không sao à? Wow, thơm lắm, không sao đâu. Yên tâm đi anh nhá. Thật á? Anh đùa anh bao giờ? Nhỡ thế tức là xịt vào đâu cũng thơm tho sạch sẽ à? Đúng rồi. Được phép nhỉ. Hay là hiểu nha, để em chiều chồng nha. Em la dùng được cho mọi loại da, từ da thường đến da mẫn cảm. Nước thần nước thánh vợ dùng, anh em cẩn thận đau lưng có ngày.